quý cô bác và các bạn thân mến. Em tên là Nguyễn Trọng Hiển. Thì lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến thầy đã chia sẻ những kiến thức về những giá trị ở trong cuộc sống hàng ngày để giúp cho em có được những cái tư duy phát triển về bản thân cũng như là phát triển về công việc của em. Ngày hôm nay thì em làm video này xin giới thiệu đến quý cô bác và các bạn. Trong thời gian vừa qua tham gia với nhóm và em rất là vui và mong muốn rằng mình sẽ đạt được những cái kết quả cao nhất. Thưa thầy và các bạn, em đã theo đuổi con đường kiếm tiền online đã gần 3 năm. Thì trong 3 năm đó em đã tạo ra một cái kênh YouTube và có rất là nhiều khó khăn và thử thách và em đã vượt qua và đã thành công nho nhỏ. Thì hiện tại là em có một kênh YouTube là Nguyễn Trọng Hiển và có một website là nguyentronghien.com và còn nhiều website khác. Ở đây thì em hoạt động và làm việc hai cái công cụ chính, đó là kênh YouTube và website của em. Đó là những cái phần mà em muốn chia sẻ. Và số điện thoại của em là 0973 162 749. Nếu như quý cô bác và các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ đến em. Thì kênh YouTube của em có tên là Nguyễn Trọng Hiển. Kênh này là mục đích của em là nhằm chia sẻ về những sản phẩm cũng như là chia sẻ về những kiến thức hiểu biết của em về sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Vi, đó là trà thảo mộc giảm cân VNT và tất cả các sản phẩm của công ty Hà Vi ở trên kênh Nguyễn Trọng Hiển và website nguyentronghien.com.